khóa pin này nha các bạn. Đây là cái khóa pin của xe điện trợ lực Nhật ha. Ở đây thì mình mua hai cái loại, một loại bên tay trái của mình đây là cái lò 14 xe pin Senju đầu hồng. Tuy nhiên thì nơi bán sẽ không bao sống chết ha, với giá là 90.000. Đây, trên cái vỏ của cái này nó sẽ ghi thông số nha bạn. Điện áp là 25.9V, 2.7A ha. Made in Japan luôn nha các bạn. Mua giá là 90.000, không bao sống chết. Còn cái khói bên tay phải này thì nơi bán sẽ bao sống ha. Nó cũng có 14 xe pin Senju luôn, nhưng mà Senju đầu vàng ha. Dung lượng nó sẽ cao hơn. Bên cái khói bên đây thì nó ghi bằng tiếng Nhật hết nha các bạn. Nó không có ghi thông tin gì hết. Mình mua cái khói này với giá là 225.000. Thì nơi bán sẽ bao sóng nha các bạn, là bao đo lên volt ha. Đây. Bên cái khói này thì mình đã tháo ra rồi, thì mình đã được 12 xeo sống nha các bạn. Chỉ có 2 xeo chết như vậy thôi. Coi như hôm nay thì mình cũng hơn ha. Mình được 12 xeo. Mà dung lượng có mỗi xeo này. Thì ở đây thì mình đã test thử rồi. Dung lượng nó là tầm 1.000 hết nha các bạn. Tầm 1.000 ha. Đây, đây mình có ghi hết ha. Dung lượng khoảng tầm 1.000. Ở đây mình đang test 2 xeo nữa. Đây, dung lượng nó khoảng 1.000 ha. Nó nội trở nó thì mình thấy khoảng tầm 30-40 thôi. Mà nếu mình dùng cái bộ sạc ly 500 này thì có sai số thì nó sẽ lên sai sức lên khoảng tầm 40-50 thôi, thì vẫn dùng ok nha các bạn. Nếu mình dùng cho các cái tải mà nhỏ thôi như đèn như quạt rồi thì ok hết nha các bạn. 12 xeo mà mình mua với giá là 90.000 thì tính ra một xeo này thì giờ chỉ có 7.500 thôi nha các bạn. Coi như hơn nha các bạn, là mình hơn mình mới mua được sống như vậy ha. Còn các bạn xui cũng có thể mua là 14 xeo nó đều chết hết cũng có nha các bạn. Tại cái này là không bao sống chết nên mình tháo ra hên xui thôi. Nếu như các bạn mà xui thì chết hết 14 xeo này thì mình cũng có thể tận dụng lại cái vỏ của nó ha. Này, cái vỏ của nó cũng khá là dày, nó lắp được 14 xeo. Mình có thể tận dụng cái vỏ nó lại thì mình chế thành cái ắc quy 12V ha. Hoặc mình có thể tận dụng cái mặt của nó đây. Cái mặt của nó thì rất là xịn luôn. Hàng Nhật có khác nha các bạn. Đây, các bạn thấy chất lượng gia công và thiết kế của nó ha. Đây nó đổ keo hết luôn. Mình nghĩ là nếu nó hư thì nó chỉ hư cái khóa pin này thôi. Còn cái mặt này không có hư đâu nha các bạn. Các bạn nào mà có tận dụng lại được cái gì thì mình cứ tận dụng ha. Cái giá 90.000. Cái vỏ nó thì cũng khá là dày. Nó nhựa cũng khá là dày và chắc chắn ha. Còn cái khói bên đây. Khói bên đây thì bao sóng. Thì mua về thì mình đo lên điện áp nha các bạn. Nó lên thì gần 28V ha. Này. Ở đây thì nó cũng có 14 xe pin Senju đầu vàng đây. Ở đây mình đã test thử rồi. Đây, Senju đầu vàng ha. Dung lượng mình ở đây là 1.700 nha các bạn. Đây mình tháo hai viên ra mình test ha. Đây còn một viên nữa mình đang test đây. Dung lượng cũng tầm 1.700 luôn. Thì nội trở nó thì cũng tầm 50-60 thôi. Thì có sai số thì lên một chút thì vẫn còn tạm chấp nhận được nha các bạn. Mình có thể dùng cho các cái tải nhỏ ok ha. Đây cái mặt trứng của cái khói pin này đây. Xịn lắm nha các bạn. Nếu các bạn mà sử dụng mà cho cái tải nào có nguồn là 28V đó thì mình có thể để nguyên luôn để sử dụng được ha. Mình chỉ cần mua thêm cái sạc để về mình sạc cho cái khói pin này thôi. Đây, ở đây thì cái khói pin này thì mình đang chế nó lại thành một cái ắc quy 12V ha. Các cái xe pin của nó đây thì nó mắc nối tiếp nha các bạn. Nó mắc nối tiếp lên. Thì một cặp với nó thì sẽ có hai viên, nó mắc nó tiếp lên ha. Ở đây thì mình đã cưa nó ra, mình tắt nó ra thành hai khối ha. Mỗi khối là 6 viên đây. Mình lắp vô cái mặt 3S này nha các bạn. Thì nó sẽ cho ra là cái 12V. Nè, mình đo volt nè. Cái đồng hồ của mình cái này nó cũng muốn chậm chạm rồi nha các bạn. Nó ra là 12.06V ha. Đây. Mỗi xe pin này thì có dung lượng là khoảng tầm 1.700 ha. Thì mình tính lại chung thì cái khói pin này của mình thì nó sẽ có dung lượng khoảng tầm là 6.5A 12V nha các bạn, tầm tầm đó ha. Với 6.5A 12V này thì mình có thể tận dụng để mình dùng làm cái nguồn dự phòng cho các thiết bị điện như modem wifi, lúc cúp điện ha. Mình có thể chạy quạt hoặc thắp đèn nhỏ nhỏ thì được hết nha các bạn. Giá cái khối này là 225.000 cộng thêm cái mặt này nữa
Mặt này mình sử dụng cái mặt thường thôi, mặt 3S thường. Cái giá là 30.000. Nếu các bạn mà mua cái mặt mà có sạc cân bằng luôn thì giá khoảng tầm 50.000 ha. Cộng lại thì nó vẫn dưới 300.000 nha các bạn. Rồi mình có thể bỏ gọn trong đây. Đó, mình giáp gọn vô đây ha. Đó, thì cũng khá là chắc chắn nha các bạn, gọn gàng ha. Cái này thì mình khoan ra mình làm gọn lại như vậy. Đó thì cũng khá là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình ha. Hôm nay thì mình chủ yếu là mua hai cái pin này về để tháo ra bọc vặt thôi và làm video chia sẻ với các bạn ha. Cái link của nơi bán hai cái pin này mình sẽ để trong phần bình luận của video. Anh em nào quan tâm có thể vào xem tham khảo ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào các bạn.